Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh của Cú Đêm Radio. Và ngày hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau đến với tập số 293 của bộ truyện Tiên Hiệp Giải Kỳ Đại Thánh Truyện của tác giả Thuyết Mộng Giả. Các bạn hãy like và comment cảm xúc của mình sau khi mà nghe chuyện. Và đặc biệt đừng quên ấn đăng ký kênh Cú Đêm Radio để có thể mà đón nghe những tập truyện mới nhất. Cảm ơn các bạn rất là nhiều. Và ngay sau đây thì xin mời các bạn cùng bắt đầu vào tập truyện. Lúc này, một ma vương tóc tai bù xù, tiếng vang như gõ chuông tức giận quát to: "Sư vương huynh đệ, hắn là khách của giáo chủ Lý Thanh Sơn đại nhân." Thánh Dực Bức Vương vội vàng bước lên giảng hòa: "Xin đại nhân tha lỗi, tính cách của vị huynh đệ này nhà ta hơi dữ dằn một chút." Kim Mao sư vương vừa nghe thấy hai chữ giáo chủ đã im thít ngay, nhưng ánh mắt nhìn Lý Thanh Sơn vẫn không tốt như cũ. Nếu là khách thì càng phải tuân theo quy củ nơi này mới đúng. Lý Thanh Sơn nói: "Bây giờ ta sẽ truyền dạy cho các người một bộ công pháp, nó tên là..." Hắn hơi ngừng một chút, sau đó mới nói tiếp: "Cửu Dương Thần Công." Không để ý tới phản ứng của ma dân, hắn bắt đầu đọc từng câu từng chữ ra ngoài. Ban đầu, Kim Mao Sư Vương không quan tâm lắm, nhưng vẻ mặt lại dần thay đổi. Từng câu từng chữ Lý Thanh Sơn đọc ra tựa như dấu ấn khắc sâu vào lòng. Bên trong không chỉ có văn tự mà còn là hình vẽ, suy nghĩ, cảm nghĩ. Mỗi một thông tin đều tinh diệu tuyệt luân, trọn vẹn hoàn mỹ, khiến hắn say như điếu đổ. Lý Thanh Sơn thôi thúc đại tự tại nguyên thần, rồi dùng diệu pháp thiên ma dùng tâm truyền, lan tỏa tinh túy của công pháp. Ngay cả một đứa trẻ chưa hiểu chuyện cũng có thể nhớ rõ nội dung, chỉ cần sau này tiếp tục tu hành và lĩnh ngộ không ngừng, thế là được rồi. Tuy rằng công pháp Cửu Dương Thần Công này chỉ là hàng sao chép, nhưng nội dung chắc chắn phù hợp để bắt đầu học. Hắn dùng Chấn Ma Đổ Lục và Đấu Ma Đổ Lục làm điểm suy luận ban đầu, kết hợp với những công pháp hắn từng tu hành như Đại Hải Vô Lượng Công, Hoàng Cực Diệt Thế Lục, Tự Tại Thiên Thư và hàng chục nghìn loại công pháp từng đọc ở Thiên Thư Lâu. Sau khi tinh luyện, tổng kết, thôi diễn, hắn đã sáng tạo ra một bộ công pháp hoàn toàn mới. Giống với Quy Hải Linh Tôn, hắn cũng có huyết thống linh quy hoàn hảo trong người, cùng với qua cảnh giới lượt thiên kiếp thứ 6, cũng đọc qua toàn bộ tất cả thư tịch trong Thiên Thư Lâu. Cái gì Quy Hải Linh Tôn có thể làm thì tất nhiên hắn cũng có thể. Và lại, hắn còn có thần ma cửu biến, có công pháp tuyệt thế trên cửu trùng thiên như này, nên khi sáng tạo ra một bộ công pháp mới Cửu Dương Thần Công, hắn đã hòa thêm vào tinh thần chiến thiên đấu địa của hổ ma. Làm vậy sẽ không bị ý chí ma vực bài xích, nhưng hành động này không phải nhân nhượng vì lợi ích toàn cục, chỉ cần quán triệt được tinh thần thì sẽ không bao giờ khuất phục trước bất kỳ uy quyền nào, dù đó là ma thần hay là thiên ma. Vì vậy, hắn không hề sợ bộ công pháp này sẽ lan truyền ra ngoài. Ngược lại, hắn càng mong nó được truyền bá càng rộng rãi càng tốt. Cho dù không thể thay đổi thế giới, nhưng có thể thắp sáng những ngọn nến nhỏ bé, chiếu sáng một vùng bóng tối. Hắn không muốn cải tạo họ thành người tốt, mà hắn muốn rèn đúc họ thành những chiến sĩ. Tuy công pháp hắn sáng tạo ra không thể vượt qua cảnh giới của hắn, nó giống như vạn tượng thiên thư, cùng lắm chỉ tu hành được tới đỉnh phong lượt thiên kiếp thứ 5. Còn có thể vượt qua được lượt thiên kiếp thứ 6 hay không thì tùy vào tư chất và cơ duyên của mỗi người. Nhưng với những ma dân ở nơi này, bộ công pháp chẳng khác nào nắng hạn gặp mưa rào, vô cùng quý giá. Dù ở nhân gian đạo, một người bình thường muốn có được một quyển thiên thư là chuyện gần như không thể. Còn ở ma vực cá lớn ăn cá bé tàn khốc này, có vô số người bằng lòng hy sinh tất cả để đổi lấy một bộ công pháp cấp thấp cũng chưa chắc đã lấy được. Thậm chí họ còn nghi ngờ bên trong có âm mưu, sau đó cũng cảm thấy xấu hổ vì suy nghĩ thấp kém của ma dân ngay tức khắc. Kim Mao Sư Vương và Thanh Dực Bức Vương là người hiểu rõ ý nghĩa của bộ công pháp này nhất. Lúc này hai người họ vô cùng kích động, gần như không thể kiềm chế. Họ đồng loạt quỳ xuống lạy khi nghe công pháp. Lúc này, tất cả ma dân cùng quỳ xuống lạy theo, tựa như Lý Thanh Sơn mới là giáo chủ của Minh giáo vậy. Tiền Dung Chỉ đứng trong bóng tối nhìn tình huống trước mặt, thầm nói trong lòng: dù thế nào, ngươi cũng không thể bỏ mặc, không thể làm lơ.
đây là điểm hấp dẫn nhất của ngươi, cũng là nhược điểm chí mạng. Lúc này Lý Thanh Sơn cảm thấy rất vi diệu. Ngày xưa Nghiêu Ca chuyển công cho hắn, mà bây giờ hắn đã có thể chuyển công cho người khác. Củi cháy lửa lan, sinh sôi không ngừng. Tiểu thế giới tiểu thiên chuyển động nhanh chóng, cây cỏ sinh sôi tràn trề sức sống. Một loại sức mạnh mới bắn ra, tràn trề khắp cơ thể. Kỷ Lân biến lại đột phá, đạt tới tầng thứ 6. Chờ chút, chuyện gì xảy ra thế này? Lý Thanh Sơn kinh ngạc trợn tròn mắt, cảm thấy vô cùng khó tin. Từ khi nào thần ma cửu biến lại có thể đột phá dễ dàng như thế? Ở chốn cực lạc thì cũng thôi, vì đó là thiên đường của Kỷ Lân, và lại tu vi của Kỷ Lân cũng không được cao. Nhưng nơi này chính là ma vực, tốt xấu gì Kỷ Lân cũng là một thần biến, không bị pháp tắc ma vực ức chế đã là tốt lắm rồi. Bên trong chắc chắn có âm mưu. Lúc này, Lý Thanh Sơn giảng công pháp xong, bắt đầu rơi vào suy tư. Các loại biến hóa trong thần ma cửu biến lúc bắt đầu đều rất dễ dàng, nhưng càng về sau càng khó khăn. Ngay cả hai loại ma biến phù hợp với tính cách hắn như hổ ma, viên ma, tới giờ còn lâu mới có thể đại thành. Dù tâm tình phù hợp như thế nào đi chăng nữa, cũng chỉ là một phần của tu hành. Bên ngoài phải tích lũy tài nguyên, bên trong tâm trí phải thông suốt. Hai thứ này không thể thiếu một được. Nếu nói về tâm tính, thì Kỷ Lân biến là loại không phù hợp với bản chất hắn nhất, cũng là loại biến hóa tu hành khó nhất, mà từ khi bắt đầu đã rất khó khăn. Đột phá lên được tầng thứ nhất, tầng thứ hai, tầng thứ ba đã vô cùng khổ sở rồi. Làm hắn không khỏi nhớ lại khi mới tu luyện Ngưu Ma và Hổ Ma ung dung nhường nào. Với cảm ngộ và tài nguyên bây giờ của hắn, không biết đã lớn hơn ngày xưa biết bao nhiêu lần nữa. Vì thế, hắn đã chuẩn bị sẵn sàng cho cuộc chiến trường kỳ, tới khi bất ngờ tiến vào chốn cực lạc mới bắt đầu tăng mạnh. Tất nhiên, công lao lớn là từ thiên đường Kỷ Lân, cũng như công lao của Quy Khư đối với Linh Quy, một thế giới có ảnh hưởng quá lớn đến biến hóa, thậm chí có thể gọi là hoàn cảnh quyết định con người. Dù sức mạnh bản thân tới đâu, khi so với năng lượng do hoàn cảnh nắm giữ, chẳng khác nào muối bỏ biển cả. Nếu là loại ý chí thế giới mạnh mẽ, có thể quyết định luôn cả cách sống sót của mọi người. Nếu một người sinh ra ở Atula đảo nhưng không muốn tranh giết với người khác, thì dù người đó có là thiên tài đi chăng nữa cũng sẽ bị bóp chết, hoặc ngay từ đầu đã không được coi là thiên tài. Nữ nhân Tiền Dung Chỉ này khi ở thế giới Cửu Châu, tư chất thuộc dạng miễn cưỡng chấp nhận, là một kỳ tài tuyệt thế ngàn năm khó gặp. Chỉ cần không ngã xuống thì chắc chắn có thể trở thành tà thần. Còn nữa, vì hắn đã là chúa tể của ý chí thế giới Nam Châu, nên năm xưa khi quen biết những người kia đã giúp họ tiến bộ thần tốc. Ví dụ như Dư Tử Kiếm, Như Tâm và Hàn Quỳnh Chi. Hắn không nhất thiết phải để ý từng chút một, chỉ cần tình cảm có khuynh hướng tốt với họ thôi cũng có thể tạo ra ảnh hưởng rất lớn. Nếu hắn không tới Quy Khư một chuyến, thì chắc chắn linh quy biến của hắn không thể đại thành như bây giờ. Quy Khư không chỉ gây ảnh hưởng tới tính cách của hắn, điều chỉnh khiến hắn phù hợp với linh quy nhất, mà còn liên tục cung cấp tài nguyên cho hắn. Tuy rằng cái giá phải trả chính là toàn bộ ký ức, còn suýt nữa bị hủy diệt toàn bộ các loại biến hóa khác, nhưng mọi chuyện rất đáng giá. Càng về sau tu hành càng khó, sức mạnh cũng càng ngày càng lớn, vì thế mới giúp hắn vững vàng đi tới cảnh giới hiện tại. Không chỉ có được tính cách mới và tài nguyên, hắn còn có được số mệnh. Nói về số mệnh thì vô cùng mịt mờ, nhưng cũng rất chân thật. Nếu một người bình thường có quý nhân tương trợ, người đó khẳng định làm gì cũng thuận buồm xuôi gió. Còn nếu người đó có được sự quan tâm và giúp đỡ của cả thế giới thì sao? Khi Tiễn Dung Chỉ tranh chấp với Tự Long chuẩn bị chạy tới ma vực thì rơi vào tay Lý Thanh Sơn. Đó chắc chắn không phải ngẫu nhiên. Lại nói tới Minh Giáo, nếu một ma hoàng khác nghĩ ra ý định tương tự cũng không dám thực sự làm, nếu không đã bị người khác săn tìm lột da rút xương từ lâu rồi. Nhưng ngay cả Lý Thanh Sơn cũng không thể tính ra được số mệnh của nàng ta. So với những ma dân khác, nàng ta chẳng khác nào đang ăn gian cả. Không phải gánh chịu trách nhiệm của một ma hoàng, nhưng lại có được nhiều lợi ích hơn những ma hoàng khác. Hắc Nhật Ma Tâm bắt đầu rục dịch. Thứ mà Lý Thanh Sơn có được đâu phải tự nhiên mà có, mà là thế giới đang nghiên cứu và quyết định rồi. Ngươi phải làm ma thần vương thứ 7. Lẽ ra hắn nên ngâm một câu thơ ngay: sống chết vì nước nhà, đâu thể theo lợi tránh hại. Nhưng ngẫm lại mới thấy hắn thực sự không muốn. Hắn đang làm một hiệp vương, sao có thể chạy tới ma vực được? Nhưng vì sao? Vì sao ma vực lại chọn ta? Ban đầu hắn cho rằng là vì các loại ma biến, giờ vào tâm ma nên được thiên ma quan tâm. Nhưng bây giờ hắn lại cảm thấy mọi chuyện không hề đơn giản như vậy. Hắn khởi động tâm niệm, lông mày rậm nhướng lên, chán giãn ra mọc một con mắt dọc, có thể nhìn thấu thiên địa pháp tắc.
nhưng không thể tránh được làm lộ ra một chút khí tức. Thanh Dực Bức Vương và Kim Mao Sư Vương vừa đứng dậy đã suýt nữa ngã xuống. Họ ngơ ngác nhìn nhau nói: Tà thần. Ma Vương như bọn họ đã được coi là một kẻ vô cùng mạnh ở ma vực rồi, mà đế ma hoàng thì lại càng ít ỏi hơn. Tòa thành ma đô này có hơn 100 triệu người, ma hoàng chỉ có mười mấy vị, ngàn vạn người mới cho ra được một ma hoàng. Ma đế thì nhiều hơn một chút, nhưng cũng phải 100 vạn người mới cho ra một ma đế. Về phần tà thần thì lại càng xa vời vậy. Tuy rằng ma đế ma hoàng rất mạnh, nhưng vẫn sẽ chết trận trên chiến trường. Còn tà thần được xem là con cưng của ma vực, thường sẽ không chết đi, là sức mạnh trung tâm của cả ma vực. Người thống trị tòa thành ma đô này cũng là một vị tà thần. Thánh Dực Bức Vương cảm thấy rất khó tin, lẩm bẩm trong miệng: là khách của giáo chủ, lại còn là một vị tà thần. Hai mắt Kim Mao Sư Vương lóe sáng: không, có lẽ là nhân tiên mới đúng. Nếu không cao hơn tiên tôn thần thì sao có thể sáng chế ra công pháp như này được chứ? Là nhân tiên. Thánh Dực Bức Vương gật gù, nhớ lại hồi nãy, vậy mà hắn lại dám hùng hồn kể lể trước mặt một vị nhân tiên, lại còn cười cợt tỏ ra bất mãn nữa. Và nghĩ đã toát mồ hôi hột với hành động của mình. Nếu là tà thần thì người này chắc chắn sẽ hành hạ hắn chết đi sống lại. Nhưng vị đại nhân này không những không trách hắn, ngược lại còn cổ vũ hắn, đối xử bình đẳng với hắn, quả thực là chuyện rất khó tin. Nghĩ lại thì thấy đây chẳng phải là điều mà hắn luôn ngóng trông hay sao? Khẳng khái, chính trực, bình đẳng, quang minh. Kim Mao Sư Vương than thở: giáo chủ có thể mời được thượng tiên tới giúp đỡ, còn truyền bá công pháp lợi hại như này, chứng tỏ minh giáo của chúng ta có hy vọng rồi. Đúng, có hy vọng rồi. Nghe thế vậy, trong mắt các ma dân lóe lên tia sáng hy vọng, đồng loạt ngẩng đầu lên nhìn Lý Thanh Sơn, cảm thấy nếu họ được vị đại nhân này dẫn dắt thì chưa chắc đã không thể lật đổ được ách thống trị tàn bạo của tà thần quản lý ma đô. Về phần 12 vị ma thần thì họ không dám nghĩ tới. Họ không biết rằng mục tiêu Lý Thanh Sơn tới đây lần này chính là một vị ma thần. Từ khi hắn bắt đầu bước đi đã không bao giờ quay đầu lại, vô hình chung đã bước lên một vị trí thật cao thật xa như vậy rồi. Có lẽ cũng vì thế mà hắn không nhận ra bản thân đã vượt qua chúng sinh tử lâu, bước lên hàng ngũ thần tiên. Hoặc là hắn đã nhận ra được, nhưng vẫn muốn đập nát pho tượng giả lam thần tướng của mình, không muốn bất kỳ ai quỷ bái cung phụng bản thân. Thế nên đã khiến đám ma dân ở đây phải thất vọng rồi. Mục đích hắn tới ma vực không phải là để cứu những ma dân còn sót lại lương tâm như bọn họ, mà là để giải trừ Minh Hà huyết thệ có liên quan tới hắn. Gặp chuyện bất bình rút đao tương trợ thì được, còn cứu khổ cứu nạn phổ độ chúng sinh thì miễn thôi. Hắn không tới ma vực để làm chúa cứu thế. Kỷ Lân bước khé, thương xót chúng sinh, nhưng hắn không biết cái gì gọi là thương hại. Không thương hại chính mình, cũng không thương hại người khác, đó là chỗ khốc liệt của họ. Tuy nhiên vào rất nhiều năm trước, thiếu niên cũng từng rơi nước mắt vì một đứa nhỏ không có nhà để về, mà đứa nhỏ đó chính là Tiểu An. Đó là ngoại lệ duy nhất của hắn. Lý Thanh Sơn sử dụng thần nhãn quét nhìn vài vòng, nhìn rõ được vận chuyển của pháp tắc ma vực, nhưng mãi vẫn không hiểu được vì sao. Thiên địa pháp tắc quá to lớn và phức tạp, biện pháp của hắn chẳng khác nào thầy bói xem voi, căn bản không thể hiểu rõ được bản chất. Vì vậy chỉ còn sót lại một cách cuối cùng. Hắn nhanh chóng biến hóa thành thần thú Kỷ Lân, bốn vó lăng không, sừng hiêu mở rộng ra sau, lông bẩm bay phấp phới, lớp vảy xanh tươi. Sau đó hắn lập tức kinh ngạc trợn to mắt nói: chuyện này sao có thể xảy ra được? Ngay khi hắn vừa biến hóa, ma khí cuồn cuộn hội tụ về phía hắn, thiên địa pháp tắc bắt đầu vặn vẹo. Ngày xưa, ý chí ma vực luôn tràn ngập ác ý, vậy mà bây giờ lại hân hoan tựa như một người mẹ chào đón đứa con đi làm xa về. Theo cảm nhận của Tiền Dung Chỉ, ý chí ma vực tụ tập trên người hắn như lúc thiên ma giáng lâm. Không, hắn không phải đứa con thiên mệnh, mà hắn chính là kẻ thống trị thiên mệnh. Tuy nhiên, Lý Thanh Sơn không hề cảm thấy thoải mái chút nào, từng màng vải trên người hắn đã bị ma khí nhuộm thành màu đen. Kỷ Lân xanh hóa thành hắc Kỷ Lân, sừng đen vảy đen, ánh mắt hôn hỏa như hiêu dần dần trở nên tàn khốc lạnh lùng. Đất trời tê liệt, vạn vật đều là cỏ rác. Đó từng là khẩu hiệu mà mấy triệu ma dân từng hò hét khi đánh trận bên ngoài Hắc Vân Thành. Mà con hắc Kỷ Lân này tất nhiên chính là hóa thân của câu nói đó. Ban đầu, tuy Lý Thanh Sơn không thương hại ma dân, nhưng cũng có lòng đồng tình. Còn bây giờ chút đồng tình ấy đã biến mất hoàn toàn. Hắn chỉ lạnh lùng đảo mắt nhìn thoáng qua, tựa như đang nhìn những vật chết. Khẽ hít một hơi, những ma dân bên trong thần điện, kể cả nam nữ già trẻ,
mạnh hay nhỏ yếu đều như cọc gỗ bị chặt bỏ, ào ào ngã xuống, hoàn toàn tắt thở. Chỉ có Tiền Dung Chỉ còn chống đỡ được, vì thế Hắc Kỳ Lân cất bước đi về phía trước. Mỗi một bước chân đều in dấu xuống mặt đất, tựa như muốn đạp nát bấy vạn vật chúng sinh. Lúc này, thần điện rung chuyển mạnh mẽ, nền đất nứt toác nhằng nhịt khắp nơi, sau đó sụp xuống, khiến toàn bộ Ma Đô lung lay. Hàng tỷ ma dân sống trong Ma Đô cũng cảm nhận được, bọn họ không khỏi cảm thấy sợ hãi. Càng là kẻ mạnh thì càng cảm nhận rõ ràng được sự khủng bố này. Đây đâu còn là thần thú nữa, rõ ràng là quái vật cực kỳ hung ác. Xuyên qua những tòa lầu cao chót vót xám xịt, tại nơi sâu xa nhất ở trong khu rừng của tòa thành, vị tà thần thống trị Ma Đô đột nhiên ngồi bật dậy, cau mày nhìn chằm chằm vào trận rung chuyển của mặt đất dưới chân. Tòa thành Ma Đô này có đại trận trấn áp, chưa bao giờ xảy ra địa chấn rõ ràng tới thế. Chắc chắn sâu trong lòng đất đã xảy ra chuyện gì đó. Không lẽ là đám chuột nhắt trong cống ngầm kia? Nhưng sao có thể xảy ra chuyện gì được? Bọn chúng không thể có sức mạnh mà ngay cả hắn cũng cảm giác bị uy hiếp như vậy được. Xem ra không thể mặc kệ được nữa. Nguyên liệu nấu ăn đã được nuôi béo, nên cho lên bàn ăn thôi. Hắc Kỳ Lân dồn Tiền Dung Chỉ vào góc tường, cúi đầu dùng mũi ngửi ngửi khí tức trên người nàng ta. Tiền Dung Chỉ choáng váng như uống rượu say, hơi thở sinh mạng nhanh chóng trôi ra khỏi người nàng ta. Nhưng trên mặt nàng ta không có vẻ gì là sợ hãi, ngược lại còn dõi đôi mắt mê ly lên nhìn Hắc Kỳ Lân. Thú vị. Đang mỉm cười thì đôi môi đỏ tươi đột nhiên nứt ra to như chậu máu, sau đó hóa thành một con rắn độc sặc sỡ bảy màu, cắn mạnh vào cổ Hắc Kỳ Lân. Bốn cái răng nanh sắc nhọn đâm xuyên qua Hắc Kỳ Lân, truyền toàn bộ nọc độc vào. Hắc Kỳ Lân cực kỳ đau đớn, rít lên thành tiếng, lắc mạnh đầu. Hắc Kỳ Lân và rắn độc bắt đầu lao vào đấu đá. Rầm 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 rầm, liên tiếp đâm gãy vài cột ở trong thần điện, cả tòa thần điện lung lay sắp sụp. Bàn chân trước bên phải của Hắc Kỳ Lân nâng lên dẫm vào lưng rắn độc, máu tươi bắn tung tóe, thân rắn đứt thành hai đoạn. Máu rắn văng xuống đất tạo thành từng cột khói độc, khí văng lên người Hắc Kỳ Lân lại chảy xuống như nước, không tạo ra chút ảnh hưởng nào. Nửa người rắn độc theo trên người Hắc Kỳ Lân, sự sống trôi đi nhanh chóng, có chết cũng không há miệng nhả ra. Hắc Kỳ Lân há cái miệng rộng phủ đầy răng nhọn, cắn phập một cái thật mạnh vào bảy tấc trên người rắn độc, sau đó giằng ra muốn xé nát nó. Đôi mắt tối đen như bóng đêm dần xuất hiện vẻ dãy rủa. Cảm giác đau đớn vừa khiến hắn nổi giận, vừa giúp hắn tỉnh táo lại. Tựa như vừa tỉnh khỏi cơn ác mộng, hắn đảo mắt nhìn xung quanh, lỗ mũi phun ra hai luồng không khí thật dài. Những ma dân đã chết liên tục phát ra những tiếng rên rỉ, sau đó mở to hai mắt. Không ai xảy ra chuyện gì cả. Rắn độc khổng lồ nhân cơ hội gắn lại hai đoạn thân thể bị cắt đứt, sau đó hóa lại về hình người. Nàng ta cuộn mình trong góc tối, sắc mặt tái nhợt nhưng vẫn bày ra vẻ mặt cười như không cười nhìn Hắc Kỳ Lân. Hắc Kỳ Lân phẫn nộ gầm khẽ, vảy trên người rút đi, nhưng đôi mắt vẫn đen nhánh như cũ, không có một chút tròng trắng nào. Hắn nửa quỳ dưới đất, đột nhiên nâng tay ấn lồng ngực, thôi thúc linh quy biến để trấn áp Kỳ Lân đang phẫn nộ. Lúc này con ngươi của hắn mới trở về bình thường, đôi mắt đen trắng rõ ràng đang vô cùng khiếp sợ. Động đất ở Ma Đô dần dần lắng xuống. Giáo chủ, hai pháp vương ngạc nhiên nhìn lên mặt Tiền Dung Chỉ, dường như đây là lần đầu tiên họ thấy nàng ta chật vật như vậy. Tiền Dung Chỉ mệt mỏi phất tay với họ, tất cả lui ra đi. Tuân lệnh. Đám ma dân không dám chống đối, liên tục lui ra ngoài. Không sao chứ? Tiền Dung Chỉ dịu dàng nói, bị khổ xà cắn rất đau. Vừa nói vừa liếm đôi môi tái nhợt, tựa như đang thưởng thức dư vị còn sót lại. Khổ xà sao? Lý Thanh Sơn sờ lên cổ, trên da vẫn còn bốn vết đỏ. Cảm giác đau đớn này còn nặng hơn cả cực hình địa ngục. Giờ hắn nghĩ lại vẫn thấy sợ hãi không thôi. Nhưng may mà bị cắn nên mới đánh thức hắn đúng lúc, nếu không hậu quả rất khó lường. Ma vực cũng không muốn đồng hóa hắn. Khó tập diệt đạo, Phật gia tứ đế, đó là câu nói Tiểu An dạy ta. Tiền Dung Chỉ mỉm cười giải thích, sau đó tò mò hỏi hắn, vừa rồi đã xảy ra chuyện gì? Lý Thanh Sơn cau mày, chỉ tay về phía cửa ra vào. Chuyện này không liên quan tới người, người cũng ra ngoài đi. Được, ta sẽ cho người phong tỏa nơi này, sẽ không để ai tới làm phiền người. Chờ sắp xếp được văn điệp thông quan sẽ tới gặp người. Tiền Dung Chỉ nhẹ nhàng rời đi, tâm trạng dường như rất vui vẻ. Thậm chí nàng ta còn ngâm nga tiếng cười khẽ, như thể biến thành một con người khác vậy. Đảo mắt cái trong cung điện trống rỗng, chỉ còn lại một mình Lý Thanh Sơn.
Hắn mờ mịt đi một vòng, sau đó đặt mông ngồi xuống bậc thang. Sao có thể được? Không, đúng như vậy. Như vậy mới giải thích được mọi chuyện. Thoáng cái đã liên hệ được mọi chuyện vào với nhau. Ở chốn cực lạc, những ma thú hoành hành vào ban đêm, ma huyết bốc hơi dưới ánh mặt trời. Trước đại hùng bảo điện, những bông sen nở rộ, lời chất vấn và tiếng khóc thảm thiết của Ngưỡng Quang Phương trưởng. Chùa Na Lan Đà để làm gì? Chốn cực lạc này có để làm gì? Chẳng bằng phá hủy luôn đi. Tại sao lại đau khổ như vậy? Ban đầu hắn không hiểu, dù chốn cực lạc do thiên đường Kỳ Lân biến thành, thì cùng lắm chỉ mang nghĩa uy năng và đại từ bi của Phật Tổ rất lớn mà thôi. Lẽ ra Ngưỡng Quang Phương trượng phải thấy tự hào mới đúng. Nhưng bây giờ hắn đã hiểu rồi. Ma vực cũng do thiên đường Kỳ Lân biến thành. Chuyện này thực sự đã khiếu chiến nhận thức của hắn. Sự khác biệt giữa chốn cực lạc và ma vực quá lớn. Một nơi là chốn sạch sẽ, một nơi là bãi rác. Nhưng sự thật bày ra trước mắt, khi hắn biến thành Kỳ Lân, chốn cực lạc và ma vực sẽ mạnh mẽ đáp lại hắn. Tuy rằng cách thức không giống nhau, nhưng bản chất chẳng khác gì. Hắc Nhật Ma Tâm và Ao Sen giống nhau, đều là hiện hóa của thiên địa pháp tắc, chẳng qua tính chất khác nhau hoàn toàn. Tựa như có ai đó chém bốn mùa thành hai nửa, xuân hạ của chốn cực lạc, thu đông của bãi rác ma vực. Nếu ta đoán không sai, chỉ sợ đây là vết tích của Phật Tổ. Ở chốn cực lạc, lúc nào cũng tràn trề đầy ắp các loại trái cây, lương thực ăn mãi không hết. Tất nhiên những người ở đó không cần chật vật khổ sở, không cần tốn tâm tư tranh đấu. Như vậy vẫn chưa đủ, nếu không khống chế được lượng dân cư, thì dù đó là thế giới phỉ nhiêu đầy ắp tài nguyên đi chăng nữa, cuối cùng sẽ rơi vào cảnh tranh giành nhau. Chốn cực lạc là nơi mà không phải ai cũng tới được, lại thêm trong lòng những người ở đó không có dục vọng, vì thế mới bảo đảm được chất lượng cuộc sống ở chốn cực lạc không bị giảm xuống. Ấm no sinh dâm dục là chuyện vô cùng bình thường, mà người dân ở chốn cực lạc lại chẳng tu sĩ đại trí quyết tâm tu hành gì, cùng lắm chỉ là những người tốt hành thiện tích đức, vậy dục vọng của họ đã đi đâu? Ban đầu Lý Thanh Sơn cho rằng Phật Tổ dùng đại nguyên lực làm ảnh hưởng tới thế giới, thậm chí là tẩy não tất cả mọi người. Nếu chỉ là chuyện dục vọng thôi, thì nhóm người tốt vẫn còn lòng tham, lòng ganh tị, thậm chí người tốt cũng sẽ xa đọa. Không có chuyện mãi mãi không thụt lùi được, chỉ vì ăn no mặc ấm không thể tạo nên một chốn cực lạc như nơi đó. Giờ hắn mới biết mọi chuyện không hề đơn giản. Thiên đường Kỳ Lân nguyên bản có thể phỉ nhiêu sung túc, nhưng cũng không đầy đủ như thế được. Tuy có khu vực cằn cỗi hoang vu, nhưng cũng chẳng hoang vu như ma vực. Phật Tổ rút từ thiên địa pháp tắc ra để xây dựng nên chốn cực lạc, không những chia thiên đường Kỳ Lân thành hai nửa, mà còn khiến những mối quan hệ, sức ảnh hưởng của hai nửa và ném toàn bộ dục vọng, ác niệm vào ma vực. Chốn cực lạc phỉ nhiêu màu mỡ, nhưng dân số thừa thớt, còn ma dân ở khu vực cằn cỗi như ma vực lại không ngừng sinh sôi, không nuôi nổi nữa thì đưa đi xâm lấn chiếm đoạt những thế giới khác. Chẳng trách ma vực lại có thể tồn tại mãi mãi. Không phải các chư thiên thần Phật không có năng lực hủy diệt ma vực, mà bởi vì nó vốn nằm trong dự tính của họ. Thành lập một thế giới mới, dùng hoàn cảnh làm tác động tới người, dùng pháp tắc đắp nặn người, chứ không phải dùng thần thông hay pháp lực để khống chế người. Suy nghĩ cao diệu, sức mạnh hùng vĩ, khiến tòa thành ma đô khổng lồ chứa hơn 100 triệu ma dân trở thành tác phẩm ấu trí được đắp bằng cát của đám trẻ nhỏ. Bây giờ Lý Thanh Sơn có thể hiểu được tâm trạng của Ngưỡng Quang Phương trượng rồi. Hắn ta tọa trấn trong chùa Tịnh Thổ Ác Vân Thành, từng tận mắt chứng kiến vô số tướng sĩ và ma dân chém giết nhau tới chết, từng dùng thiền trượng giết chết không biết bao nhiêu ma dân. Vậy mà cuối cùng lại phát hiện chốn cực lạc mà mình luôn mong mỏi chính là khởi nguồn của mọi chuyện, tín ngưỡng trong lòng sụp đổ, tinh thần hỗn loạn. Quan trọng nhất ở chỗ không thể hủy diệt ma vực, cũng không thể độ hóa ma dân. Việc này hoàn toàn phủ định niềm tin phổ độ chúng sinh của chùa Tịnh Thổ. Khó trách vị Bạch Cốt Bồ Tát kia lại muốn châm ngòi tam muội Bạch Cốt Hỏa. Tất cả nguyên nhân đều từ đây mà ra. Lý Thanh Sơn ngồi trên bậc thềm đá, một tay siết chặt chống đầu, một tay đỡ đầu gối, cau mày suy tư. Âm và dương, thiện và ác, Phật và ma, đủ loại màu sắc. Trong lớp vô thức biểu lộ hình tướng trang nghiêm, tựa như thần linh trong miếu thờ. Còn thần điện hắc ám này chính là đạo trưởng của hắn, bầu không khí xung quanh vô cùng yên tĩnh. An nhẫn bất động như mặt đất, tĩnh lặng sâu thẳm như bí tàng. Nếu có kẻ phạm đột ngột xông vào, phản ứng đầu tiên là làm lễ, sau đó là cầu khấn. Dù hắn có muốn nhận lời cầu khấn hay không, thì hắn cũng là một vị thần linh. Mặc kệ là tà thần hay nhân tiên, ngay cả giả lam thần tướng, cùng lắm chỉ là một cái danh xưng. Tuy rằng hắn chưa hẳn là chân tiên hay thần gì, nhưng cũng chỉ cách một đoạn khá xa nữa.
hắn lấy hắc nhật ma tâm ra. Phiên ma tâm tỏa ra ánh sáng u tối, trôi bồng bềnh trên tay hắn. Sau khi biết rõ mọi chuyện, thay vì gọi nó là hắc nhật ma tâm, đáng ra phải gọi là trái tim kỷ lân, trái tim thần thánh mới đúng. Trái tim này không tỏa ra chút khí tức nào, bị hắn nắm trọn trong tay. Thậm chí ngay cả ma thần cũng không thể cảm nhận được sự tồn tại của nó. Nó hoàn toàn trở thành vật thuộc về hắn, đồng thời luôn dụ dỗ hắn. Lại đây, đứa con ngoan ngoãn, đứa con đáng yêu của ta. Ta đã chờ đợi từ lâu rồi, hãy trở thành chúa tể. Tiếng kêu gào như có như không vang lên từ trong bóng tối. Đó là ý niệm của nguyên thủy kỳ lân còn sót lại. Thực chất chỉ là gợn sóng pháp tắc vô hình, đâm xuyên qua nguyên thần của hắn, sau đó phiến dịch thành câu nói loáng thoáng mơ hồ. Nam muốn hắn nuốt viên hắc nhật ma tâm này, đồng thời gánh chịu sứ mệnh bên trong. Nào, khôi phục trật tự tự nhiên. Trật tự tự nhiên. Lý Thanh Sơn lẩm bẩm trong miệng, mùi thịt sống và khí thế sát phạt bên trong khiến hắn không kiềm được run rẩy. Chợt nhớ tới một giấc mơ thật lâu về trước, mơ cảnh làm địch của 10 triệu người, dùng núi thay tế trời, chìm nghỉm trong biển máu. Khi đó hắn mới chỉ là thiếu niên sơn giá, không biết bất kỳ loại công pháp nào. Lần đầu tiên giết người do tức giận trong cơn say, sau đó mở ra một con đường sát phạt, con đường lên cửu thiên. Đó là khởi nguồn của tất cả. Bây giờ hắn như vừa quay về thời điểm trước khi giết người, lần nữa đứng trước điểm bắt đầu, vừa sợ hãi vừa mơ hồ. Nhưng lần này sẽ không có Ngưu Ca chỉ đường cho hắn nữa. Là do sức mạnh của hắn chưa đủ sao? Hay là cần phải có thần thông và pháp bảo mạnh hơn? Không, tất cả đều không phải. Muốn có sức mạnh sao? Đơn giản, chỉ cần nuốt chửng viên hắc nhật ma tâm này thì muốn trở thành chân thần đâu có gì khó. Điều quan trọng không chỉ nằm trong viên hắc nhật ma tâm, mà còn có ao sen trong đại hùng bảo điện ở chùa Na Lan Đà. Mỗi một đóa hoa sen trong ao đều là hiện hóa của pháp tắc do hút từ trong thiên đường kỳ lân ra. Kim liên tượng trưng cho ánh sáng, thanh liên tượng trưng cho phỉ nhiêu, hồng liên tượng trưng cho sự nhiệt tình. Nói đúng bản chất thì nó chính là một viên hắc nhật ma tâm khác, là một đồng tiền xu có hai mặt trái phải. Nếu hắn nuốt viên hắc nhật ma tâm này thì hai viên ma tâm sẽ hòa lại thành một. Hắn không những biến thành chúa tể ma vực mà còn trở thành chúa tể chốn cực lạc. Còn cái gọi là khôi phục trật tự tự nhiên ấy có nghĩa là dung hợp hai thế giới lần nữa, đó chính là sứ mệnh của hắn. Đến lúc đó, cho dù hắn muốn nhân nhượng cho xong chuyện thì thế giới cũng sẽ áp hắn đi tiếp, Phật môn càng không cho phép hắn dừng lại. Tất cả mâu thuẫn không thể hóa giải, ngọn lửa chiến tranh sẽ bùng lên tận trời xanh, tức giận phá hủy thiên quốc, ma khí vẫy bẩn trốn cực lạc. Lúc đó bị một chiêu Như Lai thần trưởng đập vào đầu cũng không kêu oan nổi. Hắn không sợ đối địch với chư thiên thần Phật, cũng chẳng sợ thua hay bại trận, mà lần này chắc chắn không chỉ có mình hắn phải hy sinh. Dù là những người tốt vô tội ở trốn cực lạc, hay là những người xấu trầm luân trong tội ác ở ma vực đều sẽ đau khổ ca thán, vàng thau lẫn lộn, ngọc đá cùng vỡ. Nếu không có hắn, bọn họ sẽ thoải mái hơn rất nhiều. Lý Thanh Sơn không khỏi siết chặt hắc nhật ma tâm trong tay. Này, không được suy nghĩ lung tung nữa. Ngươi nghĩ mình là chúa tể cứu thế sao? Ngươi thì cứu được ai chứ? Hả? Hiệp Vương, đừng nói đùa. Ngươi đứng đầu muôn vàn tội ác, là căn nguyên của vạn ác. Mọi thứ vốn chẳng phải để cứu bất kỳ ai, chỉ dùng để khôi phục trật tự tự nhiên. Đó mới là ý chí của nguyên thủy kỷ lân. Nhưng mãnh hổ có thích giết chóc hiếu chiến thế nào đi nữa thì sự tàn khốc vẫn thua xa kỷ lân. Trời đất không có nhân, coi vạn vật như loài chó rơm. Kỷ lân nhân ái, coi vạn vật như chó rơm. Dường như hắn đã cảm nhận được con nhân thú trong truyền thuyết kia đang lặng lặng nhìn hắn chăm chú, chờ đợi cảnh trong mộng của hắn biến thành sự thật. Mọi chuyện tựa như số mệnh sắp đặt vậy. Đồng thời hắn biết rõ tại sao lúc trước Ngưu Ca lại sắp xếp thử thách cho hắn. Tuy vận mệnh đã được viết sẵn, nhưng người vẫn phải lựa chọn, đồng ý hoặc từ chối. Tất cả gói gọn trong một suy nghĩ. Lý Thanh Sơn đột nhiên ngẩng đầu nhìn vào trong bóng tối, cất tiếng hỏi. Vì sao nguyên thủy kỳ lân lại mất? Càng hiểu về kỳ lân đảo, hắn càng tò mò về điều này. Hư không tối tăm không phản hồi lại. Lý Thanh Sơn lắc đầu, nguyên thủy kỳ lân đã chết. Tuy còn sót lại ý niệm, nhưng cũng hòa làm một với thiên đường kỳ lân, gần như trở thành ý chí của thế giới. Nó không tồn tại độc lập rõ ràng như tư duy, mà chỉ còn giữ lại phản ứng nguyên thủy theo bản năng, không thể giao lưu như một số sinh linh có sự sống với hắn. Hắn ngẫm nghĩ một lúc, phun ra bốn chữ: cuộc chiến vá trời. Lúc này pháp tắc lập tức dao động, chứng minh suy đoán cũ của hắn. Đó là dấu ấn chìm sâu trong ký ức thế giới. Tuy nhiên
Nếu nói Nguyên Thị Linh Quy Su Cát Tị Hùng muốn đứng về phe người thắng, thì Nguyên Thị Kỳ Lân làm vậy vì cái gì? Con đường của nó có lẽ không nên tham dự vào bất cứ cuộc tranh đấu nào. Có thể là vì giữ gìn trật tự tự nhiên, dù sao chuyện tạo người cũng thực sự là kẻ phá hoại lớn nhất của trật tự tự nhiên. Cuối cùng là bị nữ oa giết chết giống như Nguyên Thị Linh Quy vậy. Đương nhiên, ý chí thế giới không thể trả lời câu hỏi phức tạp như vậy, trừ phi hắn trở thành chủ thế giới, thâm nhập vào ký ức thế giới để chứng kiến tận mắt. Lòng Lý Thanh Sơn dao động, mở rộng năm ngón tay, hắc nhật ma tâm lại bồng bềnh bay lên. Mặc dù hắn chưa phải chúa tể thế giới này, nhưng hắn lại nắm giữ chìa khóa trong tay. Thế là hắn mở thần nhãn, sau đó nhìn chằm chằm vào viên hắc nhật ma tâm. Ánh sáng u ám do hắc nhật ma tâm bắn ra lập tức bị ý niệm hút sạch. Ánh sáng ma vực là của các người, là tia sáng rực rỡ nhất trong lòng mỗi người. Đột nhiên, nghe thấy giọng của Tiễn Dung Chỉ vang lên sau lưng, hắn không nhịn được bèn nói. Ta đã bảo ngươi. Vừa nói được một nửa thì im bặt, vẻ mặt trở nên kinh ngạc. Dường như Tiễn Dung Chỉ không nhìn thấy hắn, đang đứng phát biểu với chúng ma dân dưới bậc thang phát biểu. Tuy nhiên lời nói rất rối, cực kỳ khó hiểu. Còn nhóm ma dân giống như đột nhiên xuất hiện, nhìn xuyên qua hắn, ánh mắt tràn ngập sùng kính, nhìn về phía Quang Minh Vương trên đài. Hắn lập tức hiểu rõ, vậy mà mình lại tiến vào ký ức thế giới. Mọi chuyện giống một bộ phim tua ngược, ma dân dưới đài tản đi rồi tụ lại, tất cả đều đang bước lùi. Trong thần điện người tới người đi, nhanh chóng qua lại, trước mắt chỉ toàn là bóng mờ. Sau đó, hắn nhìn thấy thần điện đang được xây dựng ra sao, nhìn thấy nỗ lực của vô số ma dân, nhìn thấy mạch nước ngầm chẳng chịt dưới lòng đất co lại như thế nào, nhìn thấy từng tòa lầu các cao cao hạ xuống, sau đó hóa thành mặt đất bằng phẳng. Hắn còn thấy ma thú biến thành ma dân thế nào, một người trưởng thành biến thành trẻ con ra sao. Khói mù biến ảo, mặt trăng đầy trời thay đổi không ngừng. Sau đó, một bàn tay vàng óng đột nhiên xuất hiện, lại đột nhiên biến mất, chỉ để lại một vòng trời màu đỏ đang rơi dần xuống phía đông. Lại sau đó, mặt trời đỏ mọc đằng tây, đất đai hoang vu trở về trạng thái cây cỏ xanh tốt. Gió ấm cuốn theo một bộ xương khô, đàn kiến lúc nhúc bò tới đang dùng cho chắp vá thành một bộ thi thể, bầy sói mang trả lại từng miếng thịt đầy máu. Thoáng cái, một con nai con đã sống dậy, khuỵu gối chống thân đứng lên. Thời gian lùi về sau ngày càng nhanh, cướp đi tất cả rồi trả lại tất cả, mãi cho tới lúc khởi đầu. Bầu trời sáng rực, đại địa rộng lớn, vạn thú đang chạy thật nhanh. Cấp tốc co rút vặn vẹo, cuối cùng hợp lại thành một. Một cảnh tượng đột nhiên xuất hiện, hắn nhìn thấy một nam nhân nửa người nửa rồng đang thu hồi lôi đỉnh chí mạng. Nam nhân quan sát mọi chuyện, hiểu rõ mọi chuyện, nắm rõ mọi chuyện, như thể bản thân là trời xanh. Nhưng bầu trời cũng tan vỡ vì cơn giận của hắn, khiến biển cả dâng trào, quần sơn sụp đổ. Thần long bay lượn bên cạnh hắn, đằng sau lưng là hàng ngàn con cự long đang bay trên không trung. Phượng hoàng dang rộng đôi cánh lộng lẫy che hết nửa bầu trời. Nó kiêu ngạo không đặt uy hiếp của nam nhân vào mắt, tia sáng lấp lánh khiến hàng loạt cự long phải lùi bước. Hình ảnh dừng lại lúc này chính là thế giới ban đầu của Kỳ Lân. Lý Thanh Sơn kinh ngạc há hốc miệng. Hình ảnh bắt đầu tan vỡ từ ngoài vào trong. Nhưng nếu nhìn bằng góc nhìn của Nguyên Thủy Kỳ Lân thì nó không hề nhìn về phía nam nhân đã giết chết nó, cũng không nhìn Thần Long và Phượng Hoàng. Đứng giữa hình ảnh chỉ có một nữ nhân, nàng kiêu ngạo ngẩng cao đầu, mái tóc dài tung bay trong gió. Dáng người cao gầy không ngừng kéo dài lên trên, kinh khí trong tay phá nát bầu trời. Nửa người dưới giống như một con rắn, đuôi ướn lượn xung quanh quần sơn và biển cả. Nữ oa nương nương. Tình cảm quấn quýt đột nhiên xuất hiện, khiến Lý Thanh Sơn run rẩy. Tựa như vừa nhìn thấy mẫu thân thân sinh, hắn đột nhiên không thể phân biệt rõ kiếp trước kiếp này, tưởng rằng đó là người mẹ làm lục cực khổ, dịu dàng hiền hậu như cũ. Vành mắt đột nhiên ướt sũng. Hắn muốn nhìn kỹ khuôn mặt của nàng, nhưng hình ảnh đã mờ dần. Bóng tối lại bao phủ, hắn quay về vạn năm sau, đứng trong tòa thần điện trống rỗng, mọi việc xảy ra vừa rồi giống như giấc mơ. Một tiếng thổn thức vang vọng liên tục trong bóng tối. Kỳ Lân đã chết, Phượng Hoàng đã giả. Kỳ Lân đã chết, Phượng Hoàng đã giả. Lý Thanh Sơn bừng tỉnh khỏi giấc mộng thời hoang cổ. Hắn lập tức nhắm mắt lại, vẫn thấy được rõ ràng bức tranh khổng lồ của trận chiến vá trời. Nguyên Thủy Linh Quy trốn dưới biển sâu, kích động cơn hồng thủy dậy trời, nhấn chìm đất đai và những dãy núi. Tình thế hoàn toàn đối lập với bầy rồng bay lượn bên trời và Phượng Hoàng bay trên không. Cộng thêm hình ảnh cuối cùng khi Nguyên Thủy Kỳ Lân ngóng nhìn, tuy không thể thấy rõ dung nhan của nàng, nhưng xem mãi mãi không bao giờ quên bóng dáng vá trời kia. Nữ oa nương nương.
Khác với suy đoán ban đầu của hắn, Nguyên Thủy Kỳ Lân không đối địch với nàng mà nó chiến đấu vì nàng. Con đường không giống như được lựa chọn. Dù đã đạt tới cảnh giới tối cao như luyện hư hợp đạo, thậm chí thành Nguyên Thủy Thần Linh cùng sinh cùng tử với thiên địa cũng có tình cảm giống chúng sinh. Không thể xảy ra tình trạng phong vũ lôi điện như này, chỉ tuân theo pháp tắc tự nhiên mà thôi. Nếu có thần linh như vậy thì còn tồn tại hay không chẳng có gì khác nhau cả. Nguyên Thủy Kỳ Lân đã biểu lộ rõ sự tồn tại của mình, không tuân theo đạo tự nhiên từ khi sinh ra. Nàng chỉ khoanh tay đứng nhìn nó chết dưới lôi đỉnh. Trời có tỉnh thì trời cũng giả. Cảm giác khó miêu tả quanh quẩn trong lòng, hắn lại lần nữa nhìn chăm chú vào hắc nhật ma tâm trong tay. Hắn đứng im không nhúc nhích như một pho tượng thần, lặng lẽ đứng từ thời hoang cổ tới tận tương lai. Trong thần điện vắng vẻ, hắn đứng lặng thật lâu không nói gì. Không rõ đã qua bao lâu, một tiếng nổ ầm ý đánh tan không khí vắng lặng. Cửa lớn thần điện mở toang. Thánh Dực Bức Vương lảo đảo chạy vào, quỳ gối trước pho tượng thần, sau đó nói: "Đại nhân, giáo chủ bị bắt đi rồi, cầu xin người hãy đi cứu nàng." Nhưng khi trông thấy ánh mặt trời u ám trong tay tượng thần, hắn lập tức quên sạch toàn bộ mọi chuyện, trong đầu chỉ còn sót lại suy nghĩ: "Ta nhất định phải có được nó, ta nhất định phải có được nó." Hắn không nhịn được bước lên phía trước, vươn tay muốn cầm. Tượng thần chậm rãi mở ra liếc hắn, không khí tựa như có tia điện chợt lóe. Thanh Dực Bức Vương bất chợt dừng bước, ngã quỵ xuống đất. Thế nhưng vẫn giấy ruộng lo lắng nhìn vào viên hắc nhật ma tâm. Lý Thanh Sơn hiểu rõ sự cám dỗ của hắc nhật ma tâm đối với ma dân. Đừng nói là một ma vương nho nhỏ, ngay cả ma thần cũng không thể khống chế lại sự cám dỗ này. Lẽ ra hắn không nên chống cự, nhưng hắn không muốn gánh chịu vận mệnh này. Nếu chỉ vì thành thần mà phải hy sinh muôn dân, thì hắn đã không còn là Lý Thanh Sơn rồi. Mà Hiệp Vương lại càng là cái danh xưng nực cười. Dù không có hắc nhật ma tâm, hắn cũng tự tin có thể thành thần, chẳng cần phải bị vận mệnh ràng buộc. Không làm chúa cứu thế. Sau khi kiên định với niềm tin này, hắn thu hồi hắc nhật ma tâm lại. Cứ để cực lạc là cực lạc, ma vực là ma vực thôi. Sau đó cúi đầu hỏi Thánh Dực Bức Vương, đã xảy ra chuyện gì? Thánh Dực Bức Vương đã khôi phục lại thái độ bình thường, hắn ta bi phẫn nói: Kẻ phản bội chắc chắn là Quang Minh Tả Sứ đã ban đứng giáo chủ, phản bội lúc đi nhận văn điệp thông quan. Nàng ta còn sống không? Không khí buồn rầu ảm đạm bao phủ toàn bộ tòa thành. Những tòa lầu cao chót vót ướt sũng lặng lặng đứng yên. Dưới ánh đèn đường, mưa lạnh rơi xuống tựa như không bao giờ ngừng lại. Thế nhưng ở sâu trong khu rừng trong thành lại có một tòa lầu cát chạm ngọc. Từ lầu mái cong, đèn đuốc sáng trưng, tiếng nói cười ầm ĩ hình thành sự chênh lệch rõ ràng với cảnh vật u ám xung quanh, mang tới cảm giác không chân thực. Lá cờ cắm bên ngoài tiểu lầu bay phất phơ, phía trên vẽ một khuôn mặt lợn đang mỉm cười dịu dàng. Giờ phút này, chủ nhân của khuôn mặt lợn kia đang nâng cao ly rượu, nốc một hơi cạn sạch, dốc ly cạn đáy, tỏ vẻ áy náy với các tân khách vì mình đã tới muộn. Tất cả ma hoàng ma đế ở ma đô đều tụ tập ở nơi này. Ma hoàng ngồi riêng một chỗ, đó là một cái bàn tròn lớn, trên mặt bàn dọn đầy đồ ăn. Mà đám ma đế chỉ có thể đứng xem bên cạnh, còn ma vương thì càng không có tư cách vào trong này. Nhóm ma hoàng đã đứng đợi một lúc lâu, nhưng không có kẻ nào tỏ vẻ mất kiên nhẫn cả. Ngay cả lúc nói chuyện cũng thì thào nhỏ nhẹ. Tất cả ăn mặc chỉnh tề, trang phục tỉ mỉ giống như các nhân sĩ thượng lưu. Nếu có một người bình thường xông vào đây, người đó sẽ không bao giờ ngờ được diện mạo thực sự của bọn chúng dữ tợn khủng bố cỡ nào. Cung nghênh tà thần đại nhân, nhóm ma hoàng đồng loạt hô. Chủ nhân của khuôn mặt lợn này chính là chủ nhân của Thao Thiết Lầu, cũng là Bạch Đồn Tà Thần, chủ nhân của Ma Đô. Bạch Đồn Tà Thần xiêm y chỉnh tề, có điều lệ buộc một cái tạp rể trước người, tay cầm một cái dao phay, dáng dấp trông như bếp trưởng. Khuôn mặt lợn hồng hào đang tức điên, hắn vẫy nhẹ hai tay nói: "Tất cả ngồi xuống đi." "Hả? Đừng khách khí như thế, cứ tỉ tiện. Các ngươi tới ăn cơm chứ không phải đi đánh giặc." Nhóm ma hoàng rối rít ngồi xuống. Tên nào tên nấy tỏ ra đoan trang nghiêm túc, không dám thả lỏng. Đứng trước mặt Bạch Đồn Tà Thần, thất bại chưa chắc đã bị phạt. Nếu ăn cơm mà dám không nghiêm túc thì chắc chắn sẽ bị phạt. Từng có một ma hoàng lúc ăn cơm chép miệng, sau đó bị Bạch Đồn Tà Thần chặt đứt đầu. Nhóm ma đế lại càng không dám thở mạnh. Bạch Đồn Tà Thần hài lòng gật gù. "Ha, tiệc rượu hôm nay gọi là Quang Minh Yến. Tất cả món ăn đều được nấu từ nguyên liệu giống nhau. Nguyên liệu này rất khó tìm, làm tốn không ít công phu của ta, nhưng chỉ có thể ăn được một lần thì tốn nhiều công sức hơn nữa cũng đúng."
Nói rồi hắn vỗ tay, một ma đế thân hình cao lớn ôm một con quái vật khổng lồ ra ngoài, nhẹ nhàng đặt quái vật bên cạnh Bạch Đồn Tà Thần. Ánh đèn chiếu sáng túi vải đen bao bên ngoài, không thể thấy rõ món đồ gì bên trong. Bạch Đồn Tà Thần phì phò nở nụ cười, loạt xoạt gỡ bỏ miếng vải đen, làm lộ ra một cái giá chữ thập khắc đầy phù văn bên trên. Trên giá là một nữ tử bị trói, nửa người trên trần như nhộng, làm lộ ra hai bầu ngực no đủ, vòng eo nhỏ mềm mại. Nửa người dưới đã ma hóa thành hình rắn, tròn trịa thon dài, màu sắc diêm dúa, đuôi uốn lượn quanh giá chữ thập. Nhóm ma hoàng hít sâu một hơi, rõ ràng nữ nhân này cũng là ma hoàng. Không lẽ cơn thèm ăn của Bạch Đồn Tà Thần đã lớn tới mức không thể ức chế, bắt đầu lấy ma hoàng làm thức ăn rồi, khiến bọn họ không khỏi cảm thấy nguy cơ. Bạch Đồn Tà Thần cười híp mắt nói, để ta giới thiệu với các người, nàng ta chính là giáo chủ Minh giáo vô cùng nổi danh. Tất cả ma hoàng xôn xao, lập tức hiểu rõ lý do gọi là bữa tiệc này là quang minh yến, nhưng cũng cảm thấy vô cùng khó tin. Nhóm ma đế đứng chót trong bữa tiệc nhìn nhau, ngày nào cũng cảm thấy khó tin. Mấy năm qua, giáo chủ luôn làm loạn, tất cả ma dân đều thẩm suy đoán thân phận của giáo chủ Minh giáo. Ai không nghĩ người này tới từ bên ngoài, không phải người thiên cung thì cũng là người ở chốn cực lạc. Họ chẳng ngờ nổi, ngày đó lại là một ma hoàng. Sao có thể xảy ra chuyện này được? Việc làm thiện lương chính nghĩa như vậy chắc chắn sẽ bị thiên ma bài xích. Thế mà trên người ma hoàng này lại nồng nặc thiên quyến bao phủ. Chỉ có Bạch Đồn Tà Thần đã đoán được phần nào mưu tính của nàng ta, trong lòng rất thán phục. Nếu hắn cứ mặc kệ để nàng ta tiếp tục hành động, có lẽ chẳng bao lâu nữa ma vực sẽ xuất hiện thêm một vị tà thần nữa. Dưới làn tóc rối ngổn ngang, đôi mắt của nữ nhân lẳng lặng mở ra, tựa như một bức tranh đang chìm xuống, thông qua tứ chi đang căng thẳng trở nên yên tĩnh, hóa thành hư không trong lòng. Bạch Đồn Tà Thần quay lại hỏi nàng, là ngươi phải không? Tiền Dung Chỉ mỉm cười nói, là ta. Ngươi còn lời nào muốn nói không? Cá lớn nuốt cá bé, đó là chuyện bình thường. Được, tốt lắm. Bạch Đồn Tà Thần vuốt ve mặt nàng, sau đó bàn tay lướt một vòng xuống dưới cổ, cảm giác dâng trào, không phải nhục dục mà là thèm ăn. Ngươi là nguyên liệu thức ăn tốt nhất ta đã từng thấy, ta chắc chắn sẽ không lãng phí. Bạch Đồn Tà Thần nâng tay chém xuống, tạo ra hơn 10 miếng thịt trong suốt, mỏng như cánh ve, ào ào rơi vào đĩa sứ trên bàn tròn. Trên người Tiền Dung Chỉ không có lấy một vết thương, nhưng làn da dưới sườn đột nhiên lõm xuống một đoạn. Cảm giác đau khổ khó gọi tên chuyển tới từ bên trong, thân rắn quấn chặt quanh giá chữ thập, vang lên tiếng cọt kẹt. Một đạo vừa rồi không chỉ cắt đi huyết nhục của nàng ta, mà còn có cả thần hồn. Món ăn đầu tiên, cắt lát quang mình. Hả? Thái sống mà ăn, coi trọng vị nguyên bản. Bạch Đồn Tà Thần vô cùng đắc ý giới thiệu, chủ động bưng một cái đĩa lên cho ma đế thân hình to lớn. Quang Minh Tà Sứ, ngươi làm tốt lắm, ăn đi. Đa tạ Tà Thần, đa tạ Tà Thần. Quang Minh Tà Sứ vừa mừng vừa sợ, liếc thoáng qua Tiền Dung Chỉ bị trói chặt trên giá chữ thập, sau đó gắp miếng thịt kia vào trong miệng. Trên mặt lập tức bày ra vẻ say mê, nhưng sắc mặt lập tức thay đổi, biến thành màu sắc diêm dúa y hệt đuôi rắn. Có độc, ợ. Hai tay giữ chặt cổ, từng bắp thịt trên người co giật, sau đó hóa thành từng luồng khói độc như thải xà đâm xuyên qua cơ thể. Chẳng mấy chốc, hắn đã bị khói độc và thải xà cắn nuốt trọn vẹn. Nhóm ma hoàng kinh hoàng sợ hãi, ngờ người ra sau, cố gắng cách xa đĩa thịt hơn một chút. Bạch Đồn Tà Thần phẩy tay làm tản đi khói độc, bật cười ha hả. Có nọc độc, muốn biết vị ngon thì không thể không mạo hiểm. Nguyên liệu nấu ăn này của ta còn độc hơn cả căn nóc hàng trăm nghìn lần, không phải ai cũng có thể thưởng thức được. Các ngươi còn chờ cái gì? Đôi mắt lợn nhìn đám ma hoàng, dưới ánh sáng đèn trong hắn càng thêm âm trầm. Nhóm ma hoàng không dám chậm chế, vừa thôi thúc ma khí để chấn áp độc tính, vừa gắp món thái lát quang minh kia lên cho vào trong miệng. Như vậy là các bạn vừa nghe xong tập 293 của bộ truyện Tiên Hiệp Dài Kỳ Đại Thánh Truyện của tác giả Thuyết Mộng Giả. Xin kính chào và hẹn gặp lại các bạn trong các tập truyện tiếp theo trên kênh Cú Đêm Radio. Xin cảm ơn các bạn rất nhiều.